nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Cứng lôi tình mặn nồng, yêu đậm sâu
nhau. Em trong gạo, anh cắm câu tính toán trong đầu. Nhất quyết đón em về làm dâu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm. Coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon. Động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm. Coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn, khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm. Coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm.
gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, anh mừng vui duyên mới làm chồng của em. Tình tang tang tình, tình tang mười ba năm vui đang còn măng, gần chín tháng gần vẫn còn tay, đôi ta duyên nợ lâu dài, dù ba vạn bốn nghìn ngày, đôi ta xin nguyện không bao giờ rời nhau. Anh ơi, ra đây mà xem đây nè. Gì đó em? Em nói tới đây em nói mà nghe đây nè. À đây, anh đây, nói gì thì nói đi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền, ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy buồn, đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Em ơi tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà,
nhà ai có cô dâu hiền, ô cô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Phái đoàn họ nhà trai đến đây trong ngày lễ phu quy của con gia đình của con. Mời. Dạ, cảm ơn anh Luân. Kính thưa bà nội của cháu Minh Tuyền, kính thưa ông bà ngoại, bà Ánh, kính thưa các bậc trưởng bối, kính thưa quan viên hai họ, quý quan khách, ân nhân thân nhân và bạn hữu của hai gia đình. Con là Đinh Tiến Thọ, là dượng của chú rể Trần Nguyên Thương. Con xin phép đại diện cho anh chị của con là Trần Phước Ân và Ngô Thị Kim Hạnh, là thân sinh của chú rể Trần Nguyên Thương. Xin phép đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin kính chúc sức khỏe như hân hoan chào đón quan viên hai họ. Chúc cho mọi người được bình an và hạnh phúc. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và chúc phúc cho hai cháu Nguyên Thương và Minh Tuyền trong ngày thành hôn hôm nay. Xin cho hai cháu luôn biết noi gương gia đình thánh gia, sống hy sinh khiêm nhường nhịn nhục, phục vụ cho nhau để yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời. Giờ đây xin kính mời toàn thể quan viên hai họ cũng như quý quan khách hướng về bàn thờ Thiên Chúa, và xin mời tất cả chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban và kết hợp tình yêu của Minh Thương, của Nguyên Thương và Minh Tuyền mà hai cháu sẽ được cử hành trong thánh lễ hôn phối hôm nay thật long trọng vào lúc 1:30 chiều tại Thánh đường Ambrosio tại Boston trưa nay. Và kế tới là con xin giới thiệu gia đình họ nhà trai để cho gia đình họ nhà gái được biết. Trước tiên là con xin giới thiệu ông bà ngoại Ngô Hữu Lý và Nguyễn Thị Đào, là ông bà ngoại của cháu Nguyên Thương là chú rể hôm nay. Kế tới là xin giới thiệu bà cô Ngô Thị Kim Ánh, cô đến từ Việt Nam. Kế tới là anh chị Trần Phước Ân và Ngô Thị Kim Hạnh, là thân sinh của chú rể. Và anh trai của chú rể là anh Trần Được và chị Cindy cùng hai cháu. Và liệt vệ ơn là và em gái của chú rể là Trần Thị Thảo Mến. Và có lẽ là chú rể là người quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Chắc có lẽ mọi người biết là đẹp trai con nhà nghèo. Kế đến là dì của chú rể Ngô Thị Kiều Hạnh. Rất hân hạnh đón dì từ Việt Nam sang để cùng lưu cho hai cháu. Kế đến là dì Dương Thọ và các em John, Joseph và Justin. Xin chào mọi người. Dì Dương Nhu Chi cùng các em Sarah, Ryan và Teresa. Dì Dương Bảo Trinh đến từ Arizona. Hai em họ Châu và My và hai cháu đến từ Savannah, Georgia. Dĩ nhiên là còn rất nhiều anh em bà con họ hàng nhà trai vắng mặt hôm nay ở Việt Nam và những tiểu bang xa không thể tham dự được. Xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý ân nhân thân nhân, và cũng xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho hai cháu trong ngày vui hôm nay. Và kế đây xin nhường lại cho anh Luận hoặc nhà gái để anh có thể giới thiệu cho anh hoặc nhà gái, rồi sau đó chúng ta có thể mời cô dâu ra và sẽ tiếp tục hôn lễ cho hai cháu. Cảm ơn anh Thọ. Trước mắt
xin phép em được tự giới thiệu với quan viên họ nhà gái. Tôi tên là Trần Công Luận, là em rể của anh Nguyễn Tuấn và chị Võ Thị Minh Hương, là điều của cô dâu Nguyễn Minh Tuyền. Thì hôm nay rất là hân hạnh được đại diện cho gia tộc họ nhà gái chào đón nhà trai, nhìn các bậc trưởng thượng trong nhà nhà trai thấy rất là trang trọng, rất là lịch thiệp, gia đình chúng tôi rất là vui. Thì hôm nay cũng xin được giới thiệu với quan viên họ nhà gái, bà nội của cô dâu Nguyễn Thị Đức. Chào bà. Cha mẹ của cô dâu ông Nguyễn Tuấn và bà Võ Thị Minh Hương. Cháu cô dâu chị hai. Chị hai dưỡng của cô dâu đến từ Missouri, cô Thúy và Vượng Vinh. Chú và tím của cô dâu chú Trung và Mợ Kiều. Cô của cô dâu là cô Thu và dượng là dượng Luận. Cô của cô dâu, cô Thoa, cô Úc Thoa và dượng Phan đến từ California. Chị em bạn gì với cô dâu? Cô Quỳnh Chi, cô cậu, cô Quỳnh Chi và anh Sơn Nam. Anh Sơn Nam là người Korea đến từ California. Chị Tiên là một người đã khá giống như là một rất là thân thiết trong gia đình, đến là dì của cô dâu. Ngoài ra còn những anh chị em đang ở. Còn hai nhân vật cũng rất là quan trọng hôm nay. Minh Đạt, em của Tuấn Đạt, em của cô dâu, và Minh Thùy, em gái của cô dâu. Còn một số anh chú bác, cô cậu của cô dâu hiện giờ đã ở Việt Nam. Anh Chí là anh cô cậu của cô dâu. Còn một số con cháu thì ngoài sân có giới hạn, cho nên xin phép được bỏ qua. Cảm ơn anh, và chắc là người quan trọng nhất mà anh chưa giới thiệu. Không thể mời chị Hương và cô dâu cho ra mắt của nhà trai nhé. Vỗ tay dữ lên nha. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý quan khách của hai gia đình. Từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài, cùng với rất nhiều những vẻ đẹp khác nhau. Nhưng vẫn có một điểm chung là khi đôi uyên ương bước vào tình yêu, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, thì đôi bạn trẻ luôn mơ ước có một mái ấm gia đình, luôn nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và có lẽ rằng hai bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay cũng không ngoài quy luật ấy. Kính thưa quan viên hai họ, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Kính thưa quý quan viên hai họ, yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta, và là một món quà rất quý giá trong cuộc sống của mỗi người. Vì thế, qua một thời gian rất dài, nhờ ơn Chúa soi sáng cũng như giúp đỡ, hai cháu đã tìm hiểu
trao đổi và tâm sự với nhau, cũng như được sự chấp thuận và vun sới của hai gia đình bố mẹ hai bên. Hôm nay tình yêu của hai cháu đã chín mùi và hai cháu đã chọn một ngày tốt hôm nay để kết tóc xe duyên. Trước sự chứng giám của quan viên hai họ và của quý quan khách, gia đình họ nhà trai chúng tôi có những tráp lễ vật sang để tiến dâng lên gia tiên họ nhà gái và xin phép được đón cháu Minh Tuyền về làm dâu trong gia đình và làm con cháu trong họ nhà trai chúng tôi. Nguyện chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và xin chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình ngày một liên kết và gắn bó hơn. Xin anh chị Tuấn cứ an tâm giao cháu cho gia đình chúng tôi và cảm ơn anh chị đã nuôi dưỡng công ơn sinh thành dưỡng dục cháu. Gia đình chúng tôi thương cháu Nguyên Thương như thế nào thì sẽ thương anh chị cũng thương cháu Minh Tuyền như vậy. Xin lỗi, thương cháu Minh Tuyền như vậy. Gia đình nhà chúng tôi có phúc cùng hưởng, có no ăn no, có đói ăn đói và sẽ coi cháu như một người con trong gia đình. Vì thế anh chị và gia đình họ nhà gái cứ yên tâm. Và xin nhường lại lời cho anh Luận nhé. Dạ, đại diện cho đàn gái, gia đình chúng tôi chấp nhận phần quà của họ nhà trai mang đến và đồng thời cũng rất là xúc động khi nghe những lời phát biểu rất là chân thành của họ nhà trai khi đón nhận cháu Tuyền về với gia đình. Thì cháu lớn mà chắc chắn sẽ có những cái sai sót thì xin họ nhà trai cũng bỏ qua và khuyên nhủ cháu giùm với gia đình chúng tôi. Dạ, cảm ơn anh và em cũng xin nói là cháu thương thì to con tốt tướng như vậy nhưng mà cháu vấn đề xử sự cũng còn rất là non kém cho nên cũng nhờ anh chị Tuấn cũng như gia đình họ nhà gái hướng dẫn chỉ bảo cháu để cháu là một người rể hiền và một người hiếu thảo trong gia đình của anh chị. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Sau đây là xin trình lễ vật lên và cho gia đình họ nhà gái. Dạ. Đây là bánh su xê để nói lên cái tình ngọt ngào cũng như là cái ý nghĩa của cái ngày cưới của hai cháu hôm nay. Đây là quà tặng của mẹ của chú rể sẽ trao cho cô dâu. Dạ. Đây là mâm xôi. Thì nó nói đến cái sự ngọt ngào cũng như nó đến cái sự tình yêu mà của hai con sẽ được gắn chặt với nhau, liên kết với nhau, không bao giờ chia lìa. Thì sẽ đó là mâm xôi. Và đây là chầu cau. Có lẽ là trong phong tục Việt Nam chúng ta miếng chầu là đầu câu chuyện. Vì thế trong hôn nhân không có lẽ là không có thiếu được chầu cau. Thì chầu cau là tượng trưng cho tình yêu của lứa đôi. Và đây là rượu và trà. Thì rượu và trà thì nó đến vấn đề tôn trọng ông bà cha mẹ, kính nhớ tổ tiên. Khách đến nhà không trà thì rượu, thì các cháu kính nhớ ông bà tổ tiên. Và đây là trái cây. Thì nó đến cái sự công lao động vất vả để có những cái thu hoạch, những trái cây, những thức ăn, những sự ngọt ngào cũng như những cái sự lao động của hai con sau này để mà hai con làm ăn vất vả để sinh sống. Và sau đây là có lẽ là con heo thì chắc có lẽ là nói đến cái sự hiền hòa, hài hòa. Không có gì mà dễ thương như heo cả. Cho nên là chắc là rất là hiền hòa, dễ thương, dễ mến. Yeah. Vâng, cho nên rất đơn sơ xin gia đình họ nhà gái. Yeah. Đây đã chuẩn bị những món quà rất là ý nghĩa và cũng nói lên những cái điều khắng khích trong cái tình đôi lứa mà Nguyên Thương và Minh Tuyền dành cho nhau. Thì chúng tôi xin nhận những món quà này và rất là cảm ơn họ nhà trai đã chuẩn bị thật là chu đáo. Dạ, xin tiếp lời anh Luận là xin cảm ơn gia đình họ nhà gái và quan viên hai họ, đặc biệt là gia đình họ nhà gái đã đón tiếp gia đình họ nhà trai chúng tôi thật là ấm áp và nồng ấm, nhất là trong một cái ngày rất lạnh hôm nay. Và xin nhất là cũng có sự chậm trễ vì vấn đề con heo quay nó hơi trục trặc, cho nên quý vị rất thông cảm và tha thứ cho họ nhà trai chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và cảm ơn bà nội cũng như tất cả quý vị. Sau đây là
chắc là mẹ chồng muốn trao quà cho cô dâu. Dạ thì xin mẹ chồng trao quà cho cô dâu rồi sau đó là sẽ nhường lại cho anh Luận để em lễ gia. Vượt bao đèo cao bao suối sâu, nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca. Người ơi đừng về, câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm. Và hôm nay vào ngày hội niềm gặp lại em vẫn như xưa. Vào hội niềm em mặc áo the, chân đi guốc mộng đội nón quay thao, em bước qua cầu hát câu quan họ chung tình làm đôi, hát câu quan họ chung. Sông Hậu và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm, từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình, vẫn trên bờ cánh dòng ai hát con sao sang sông rồi sao dù lòng. Em yêu ơi về quê anh nhé, mùa gió lên con nước bơi đầy, một con sông ngày đục đêm trong, một lều tranh ta sống trăm năm. Về cùng nhau chia buồn sớt vui, chung tay xây mộng ước bấy lâu nay, thỏa mong chờ cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Cảm ơn cha mẹ hai bên đã rất là cha mẹ hai bên đã trao tặng cho con cái của mình những cái món quà thật là ý nghĩa, và nhất là những cái tình cảm mà trong lòng dành cho hai con trong ngày lễ tân hôn hôm nay. Tiếp theo theo chương trình và chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ gia tiên để trước hết là cảm tạ Thiên Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa đã gây tạo dựng và liên kết chúng ta. Thứ hai là kính báo với tổ tiên, và thứ ba và thứ ba là cho hai cháu được bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ. Xin mời anh hai ông chủ hôn lên đốt thắp nến. Xin mời hai họ hướng về bậc thầy chúa.
Thiên nhiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã tác tạo và kết hợp chúng con để chúng con được diễm phúc làm con của Thiên Chúa và làm con một nhà. Chúa đã kết hợp người nam Nguyên Thương và người nữ Minh Tuyền để tiếp tục công trình sáng tạo của Chúa. Xin Chúa thương ban ơn và gìn giữ đôi tân hôn này để họ luôn sống chung thủy, luôn yêu thương và biết tha thứ nhau, sẽ là gương sáng cho con cái trong tương lai, và đặc biệt luôn biết nương nhờ vào Chúa trong mọi khó khăn cũng như trong mọi hạnh phúc, để luôn ý thức rằng họ đôi tân hôn là những người con được Thiên Chúa chúc phúc, đặc biệt qua bí tích hôn phối mà Nguyên Thương và Minh Tuyền sẽ sắp được nhận lãnh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng đôi tân hôn này cho Mẹ. Xin Mẹ hãy đồng hành với họ mọi nơi, mọi lúc, mọi ngày, làm cho họ biết yêu thương nhau, và cũng nhờ Mẹ chuyển cầu tình yêu của họ đến tay Thiên Chúa, để cho cuộc sống của hai người sẽ là những đóa hoa dâng tặng cho Mẹ. Điều này còn ý nghĩa hơn khi chúng ta sắp sửa bước vào tháng Mân Côi. Mẹ ơi, đời con soi bước theo Mẹ, lòng con biết nói thương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Tôi cắt cho em ba cái nhang. Tiếp theo là phần nghi lễ bái cúng ông bà. Hãy ca tụng bậc cha ông đã sống qua các thời đại, công đức các ngài không chìm vào dĩ vãng, gia tài của các ngài là lũ cháu đàn con. Kính lạy vong linh ông bà tổ tiên, hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần, gia đình chúng con làm lễ vu quy cho cháu Nguyễn Vũ Minh Tuyền kết hôn cùng cháu Trần Nguyên Thương, con của ông bà Trần Phước Ân. Chúng con xin kính báo cùng vong linh ông bà tổ tiên trước khi con gái chúng con xuất giá về nhà chồng. Kính xin tổ tiên chứng giám và hộ trì cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc, dòng dõi trường tồn và luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Xin mời ông chủ hôn Tuấn và hai cha cháu cùng hướng về bàn thờ tổ tiên và giái ba lần. Tiếp theo là phần tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày hạnh phúc hôm nay của hai con được tạo dựng và vun đắp từ những giọt mồ hôi của cha và bao nỗi vất vả gian lao của mẹ biết bao tháng ngày. Được tham dự và chúc phúc cho con của mình trong ngày lễ thành hôn là một ao ước mà tất cả các cha mẹ đều mong muốn.
Hôm nay đây, nhờ chút rượu nồng, chú muốn hai con dâng lên cho cha mẹ của mình những cái lời cảm ơn thật là sâu sắc nhất trong lòng của con. Xin mời hai đứa. Sau đây dâng cho ông bà ngoại. Và để tỏ lòng cảm ơn thật chân thành với bà cô Ánh đã lặn lội từ Việt Nam sang đến đây tham dự lễ thành hôn của hai con, các con cũng dâng cho bà một chút rượu. Dạ cảm ơn. Rượu cho cha mẹ vậy. Cha mẹ vợ. Trước khi dâng rượu, chú có muốn hai con nói một cái lời gì đó thể hiện lòng sự biết ơn của mình đối với cha mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ hai đứa con. Thì con đại diện cho Ni để nói lời cảm ơn, đó là cảm ơn bố mẹ đã cho tác hợp cho tụi con, để tụi con lên như vợ chồng. Thì con có nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn và cảm ơn. Xin mời tất cả cùng vỗ tay để chú Nghệ nói những lời rất là chân thành. Rồi hai con cũng dâng rượu cho cha mẹ của chú Rể. Con dâng rượu cho chú cha mẹ. Nói vài lời cha mẹ nha. Rồi xin mời tất cả chúng ta cùng cho cô dâu chú rể hôm nay là Nguyên là Thương là chú rể và con rể trong gia đình này. Thì phần lễ gia tiên đến đây là chấm dứt. Xin thank you. Xin mời các trước khi họ nhà trai họ nhà gái có trao quà cho đôi tân hôn thì xin báo với họ nhà gái là chúng tôi sẽ lại quả lại cho đàn trai những món lễ vật mà đã mang tới. Thì bởi vì chúng ta đã là người một nhà thì ở đâu thì cũng như vậy. Xin chút xíu nữa mời đàn trai cũng cứ tự nhiên mang những cái lễ vật mà chúng tôi gửi lại đây về nhà. Dạ cảm ơn anh. Những gì mà họ nhà gái trả lại cho gia đình nhà trai sẵn sàng. Dạ. Rồi xin mời các cô chú anh chị của họ nhà gái đến trao quà và chúc phúc cho hai cháu. Dạ, con cảm ơn. Con đây là quà của Nhi ở Quốc Thơ Ta. Rồi Tom Lâm ở Trọng Tra. Dạ, con cảm ơn các hai. Dạ. Mời cô Dượng Thúy Vinh. Cảm ơn cô chú nhiều. Mời cô Thím Trung Kiều. Chú Thím. Chú Thím.
Này, chú Thím gửi chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho hai con, cái hai con cũng không quên nữa là có những cô chú ở xa không có về được để gửi cho hai cháu, chẳng hạn như là chú Thanh, rồi cô Lan ở California, rồi cô Đức, chị Ly, ok. Đây, đây là cái món quà của cô chú. Rồi. Và cũng không quên đó là có phần quà của Ti, Ti lên chụp hình giấy với lại chị Ly. Cảm ơn Ti. Mẹ kế luôn ha. Kỳ này mình nhìn đây là tiếp theo mời cô Thu và tôi lên. Cô Thu. Rồi tôi vừa chúc hai cháu luôn yêu thương và nhường nhịn, đặc biệt là phải nhường nhịn nhau trong cuộc sống gia đình, rất rất là thân thiện con. Bắt chước chú nào. Mời cô Dưỡng, cô Dưỡng Út, Thoa và Phan. Chị bé đi. Rồi mời chị bé và anh rể sang Nam. Có tiếng là you can speak Korean. Chưa về đâu mà ăn quả đó, nói chú là chưa về đâu được, chưa được. Cháu không để chú về chứ, chưa có bưng quả đâu. Chưa đâu chị Thu. Chưa khi về lấy bưng quả à, chưa về mà. Dạ không, chưa chấm. Để cái bàn này cho. Ô, uống cái nước trà hả? Xin lỗi. Tôi vừa có chúc quà mình nhớ trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn cô Dưỡng. Xin mời chị Tiên. Cho bà nội cầm cái bó hoa chứ. Quay lại thầy con nha.
Thôi cả nhà mình nhìn đây nè, rồi 1 2. Chắc con nợ cầm gì. Rồi ơi. À. Rồi đẹp rồi. Một người nữa cũng rất là đặc biệt là bạn thân của cô dâu từ hồi là bé tí ở Việt Nam. Hiện nay đang ở Texas. Xin mời cháu Ngọc. Rồi xin mời tất cả mọi người cùng nhau cho tân hôn một tràng pháo tay. Đây là cái lúc mà chú biết là hai đứa rất là thích cái lúc này nhất. Dạ, tiền vô, tiền vô. cuối cùng xin mời các họ nhà trai cùng nắng lời một chút để dùng chút trà với gia đình và nhà gái chúng tôi. Xin rất là vui được trở thành một người một nhà với các chú, các bác, các anh, các chị và nhà gái. Thì sau này chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa là gặp. Rất là nhiều việc gặp nhau. Có thể là sang năm đó là đầy tháng hay là thôi nôi gì mình không biết. Cảm ơn luôn đại diện hội nhà gái. Và em cũng xin thay mặt cho hội nhà trai xin cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn gia đình hội nhà gái cũng như quan viên hài họ. Và sẽ gia đình hội nhà trai sẽ ở lại uống nước trà với hội nhà gái. Và cũng xin sắp xếp để mời gia đình hội nhà gái cùng đưa cháu sang bên gia đình hội nhà trai chúng tôi. Và để còn làm lễ cho hai cháu ở bên gia đình hội nhà trai. Vì thế và xin chúng ta cũng gọn nhẹ. Và dạ, cảm ơn luật của gia đình hội nhà gái. Nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui.
dài Việt Xin kính thưa quan viên hai họ, kính thưa gia đình họ nhà gái, rất là hân hoan chào đón gia đình họ nhà gái đến gia đình họ nhà trai chúng tôi. Và xin giờ đây xin có làm lễ gia tiên cho hai cháu và dâng cho hai cháu cho Thiên Chúa cũng như Đức Mẹ. Xin gia đình họ nhà gái và quan viên hai họ cùng hợp lòng với gia đình nhà trai chúng tôi để đọc một vài kinh cho chúc bàn thờ Thiên Chúa. Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đến dự tiệc cưới tại Cana, chính Chúa đã giúp đỡ và chúc phúc cho gia đình mới. Như bí tích hôn phối, Chúa đã đến trong gia đình chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ hai bên, thân nhân và bạn hữu. Xưa Chúa đã biến nước thành rượu, giờ đây cũng xin Chúa thánh hóa và biến đổi tình yêu khởi đầu của Minh Tuyền và Nguyên Thương thành tình yêu bao la nồng thắm của Chúa. Xin cho hai con biết tôn vinh Chúa, đem lại hạnh phúc cho nhau và niềm an ủi cho mọi người. Chúa là đấng hàng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Xin mọi người cùng hát bài Xin Vâng. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Kính thưa quan viên hai họ, giờ đây trước bàn thờ tổ tiên, xin hai cháu bước qua bàn thờ tổ tiên để đốt nến và kính thưa quan viên hai họ và quý quan khách. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trước bàn thờ Thiên Chúa và Tổ tiên, xin chúng ta cùng hướng lên bàn thờ Thiên Chúa là tình yêu. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban và liên kết Minh Tuyền và Nguyên Thương qua bí tích hôn phối. Chính bí tích tình yêu này đã gắn kết Tuyền và Thương nên một xương một thịt để tạo dựng nên con người mới, hầu làm vinh quang nước Chúa. Xin Chúa lấy tình cha mà che chở và chúc phúc cho gia đình mới này như lòng khẩn nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất trên trời. Xin
Trước bàn thờ tổ tiên, ông bà tổ tiên đang chứng kiến ngày hạnh phúc của cháu hôm nay. Xin phép cho hai cháu được đốt lên ngọn nến bày tỏ lòng kính nhớ tri ân công đức cha mẹ, tổ tiên và hết mọi thân nhân, ân nhân đã yêu thương giúp đỡ và chúc phúc cho hạnh phúc gia đình hai cháu Minh Tuyền và Nguyên Thương hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thương và Tuyền sẽ hết lòng khắc ghi công ơn trời biển của cha mẹ, ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục để hai con được làm người và làm con Chúa trong giáo hội. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển bao la không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không che khuất tình cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thân gầy cha che chở đời con. Vì thế Minh Nguyệt và Nguyên Thương cố gắng sống đẹp lòng cha mẹ, họ hàng hai bên, chu toàn trách nhiệm hôn nhân gia đình công giáo mà Chúa đã thương ban. Nguyện xin Chúa ban ơn cho cha mẹ sức khỏe và bình an, và xin Chúa ban cho linh hồn các ông bà tổ tiên, ân nhân thân nhân đã ra đi trước chúng con, được về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin mọi người cùng hát bài tình cha nghĩa mẹ. Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa, đền đáp ân tình mẹ cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin cảm ơn quan viên hai họ cũng như cảm ơn gia đình họ nhà gái. Và sau đây là xin mời gia đình họ nhà gái có quà để lên nhà trai, xin lỗi, xin gia đình họ nhà gái. Nhà trai muốn thêm quà nữa, xin lỗi nha. Chúc mừng Chúa. Xin lời cho hai cháu càng đầy hạnh phúc và chúa ban. Sau đây là bốn câu thơ muốn tặng cho hai con để làm quà và cũng lời chúc trọn vẹn càng bốn ý nghĩa của bốn câu thơ. Đó là Nguyễn Trần hai họ kể từ đây loan phụng hòa minh xứ Mỹ này. Trăm năm tơ tóc duyên thiên định, hai cháu Tuyền Thương hạnh phúc đầy. Rất là tình yêu. Hello. Rồi phải. Và giờ có Chúa sắp đặt cho nên thiên thiên như là của Thiên Chúa sắp xếp cho hai con. Thì đây là cái món quà mà để thể hiện tình thương của ông bà ngoại đối với hai cháu. Thì ông bà ngoại chúc mừng hai cháu Thương Tuyền trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn ông bà ngoại. Kế tới là xin mời bà ngoại Ánh ạ.
cháu ngoại. Hôm nay là ngày vui của hai cháu, và có chút quà để gửi hai cháu, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cháu ngoại. Xin mời ông bà thông gia tên Việt Nhân nhà. Đại cháu ngoại. Đưa cho ngoại. Xin mời. Hôm nay là hai ngày vui của hai cháu. Thì ông cũng chẳng có biết lấy gì, vì có ông có đôi lời mà cầu chúc hai cháu lúc nào cũng phải yêu thương nhau. Nếu mà chồng nói thì vợ nghe, mà vợ nói thì chồng nghe, đừng có hai người nói một lượt, không ai nghe hết, hàng xóm nghe. Bởi vậy cho nên đó là mình phải yêu thương nhau tuyệt đối. Để ông mà chúc hai con trong năm hạnh phúc. Dạ, nhớ 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 là lúc nào cũng phải cầu nguyện cho xin ơn Chúa thắng soi chứ. Dạ. Có chúc quả. Dạ, cho cao rồi. Dạ. Dạ, chồng. Dạ, nhớ nữa. Rồi, mình nữa là 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, tên là đội đội nhìn con nha. Rồi, 1, sao ra. Xin chào. Rồi, 1, 2, 3. Ngoài những con này, rồi, 1, 2. Mời bà đứng nghiêng nghiêng là chụp hình luôn cho nó nhanh nhé. Dạ. Bây giờ con là gì đó gì đó không? Dạ. Cho cái vỏ. Cho cái vỏ phải nổi. Cháu phải nổi gì? Rồi, dạ như thế, 1, 2, 3. Xin mời ông bà Thùy ạ. Được rồi, gia đình được rồi. Mời bà cô Út nha. Cô Út là có quà. Nghe đâu đây là hình như still available. Chúc anh hạnh phúc. Em còn đi mấy. Mấy cái đề đó. Rồi, 1, 2, 3 này. Giờ là thấy Thiên dì Dương nên đi trốn cái này nhưng mà trốn không được. Thôi. Trốn không được. Dì Dương, bây giờ Dương thế Thương để đọc mấy câu thơ này cho Minh Tuyền. Tại vì Thương mắc cỡ, Dương thế đọc nha. Con phải tránh ra chứ, yeah. Thương sẽ nói với Minh Tuyền như thế này. Ước gì anh lấy được nàng, yeah. Để anh mang gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và sau đó thì Minh Tuyền cũng sẽ nói nhỏ với chú rể rằng: anh ơi, tình ta đẹp nhất đêm rằm. Quên mất. Là đủ rồi. Biết rồi. Tình ta tháng tám năm năm vẫn tròn. Chúc cho hai con tình yêu của hai con lúc nào cũng vuông tròn như vậy. Và hai con sống hòa thuận với nhau, hài hòa với nhau. Cũng như để mà tỏ lòng thảo hiếu cha mẹ hai bên. Để tình yêu hai con được Thiên Chúa chúc phúc. Thì dì Dương cầu chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc bên nhau và có một hôn nhân thật viên mãn. Cảm ơn. Cảm ơn.
Thank you. Cái đấy là chú gì Nhu? Chào chú. Anh nói đi. Chúc hai cháu ngàn năm hạnh phúc. Trăm năm. Với lại dù chú gì cũng có đôi lời nhắc nhở cho là trong hai câu là yêu thương và tha thứ, mà không phải tha thứ trong vài ba ngày, tha thứ cả đời. Chúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc đến ngày hôm nay. Minh được ăn cơm à? Đây là ông bà bảy thật biết đây có nhà bà tám thì bé nhựa trên California chúc mừng anh dạ một câu mến chúa yêu vực một hai chú như con ạ. Và cái đấy là hai em Châu My, Thông với Đại. Rồi, chúc mừng em, chúc mừng nha. Mình có đi chụp ảnh với cô dâu hả? Này, cô dâu muốn con gái trước hay là con gái trước này? Đứng đây không? Rồi, cả nhà nhìn đây nha. Bạn là tên là gì? Bạn là tên là gì? Kevin. Kevin. Oh, xin lỗi. Cái đấy là Phong Đài là em họ của Thương. Cảm ơn hai cháu sáng nay đã ở lại hậu phương để giúp cũng như là vấn đề chuẩn bị những món ăn cho quan viên này họ. Cảm ơn hai cháu đã hy sinh ở lại hậu phương để mà giúp làm rất nhiều công việc. Trước khi cưới vợ thì Thương kêu gọi mình bằng anh, rồi sau khi cưới vợ thì mình gọi Thương bằng anh. Rồi em hai em chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Mỗi lần vợ mà lên tiếng dành là mình là sai hết trăm năm hạnh phúc. Good, that's a good idea. Mỗi lần sai như vậy là em mắng. Sao tiền đó quà của bố mẹ một năm gửi cho anh. Cảm ơn chị bố mẹ. Rồi em đi 1 2 3 đi ra. 1 2. Chúc mừng anh chị. Chắc đâu còn ăn nữa phải không? Chúc mừng Dương Phong. Còn quà của mấy chú mấy cô gửi thì nhờ anh chị có thể chào cho hai cháu. Nói bự lên cho quên vô. Vô mẹ cũng cái gì đó mong cho hai con là mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Ok, không có giận hờn. Ok. Điện nghe má. Ok, bỏ bắt giận chồng. Trong sôi nhỏ lửa suốt đời không khen. Lễ gia tiên của bên họ nhà trai đã chấm dứt. Xin một lần nữa xin cảm ơn quan viên hai họ, đặc biệt là gia đình họ nhà gái đã bớt rất nhiều thời giờ hy sinh sang đây đường xá xa xôi đến để mà tham dự buổi lễ với gia đình họ nhà trai chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân và xin mời gia đình họ nhà gái ráng lại đôi phút để mà dùng cơm trưa với gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng như để mình cùng tâm sự trò chuyện với nhau để tình thông gia và đồng thời chúc phúc cho hai cháu trong ngày vui hôm nay. Xin chân thành đa tạ. Đại diện cho họ nhà gái rất là vui mừng được đến
tại tư gia của anh chị anh để mà tham dự cái buổi lễ ra mắt gia đình của hai cháu Thương và Tuyền. Thì đây là một cái cơ hội để cho tất cả họ hàng nhà cha nhà gái có được có những cái kinh nghiệm rất là hay khi mà đến đây được nhìn thấy cái bầu không khí ấm cúng trong gia đình của nhà trai. Thì tin tưởng rằng cháu Tuyền sau này cũng sẽ được hưởng những cái ân tình đó như vậy trong suốt cuộc đời của cháu. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn gia đình họ nhà gái và xin gia đình họ nhà gái cứ yên tâm. Dạ, gia đình nhà trai chúng tôi sẽ chăm sóc cháu dạ, như con gái trong gia đình vậy. Dạ, cứ yên tâm. Dạ, vâng. Dạ vâng, vâng, vậy xin mời gia đình họ nhà gái cũng như quý quan khách đi về đằng sau để có thể dùng chưa? Bỏ ra đi con. Cái này không về. Món này gì đó? Cái này ready chưa? Stand right here, I'm gonna... Stand right here. Cái này không về. Bây giờ một lần nữa, mình sẽ đại diện cho chú rể để mà có lời tâm sự với cô dâu để mà giúp cho chú rể, tại hôm nay chú rể cũng có vẻ hơi nhát chút. Nguyên Thương sẽ nói với Minh Tuyền như thế này: em như là một chén rượu đầy, anh chưa nhấm miệng mà lòng đã say. Ước chi em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Xin cho Thương và Tuyền say men say tình chứ đừng say rượu. Và cầu chúc cho hai con luôn luôn say men say tình với nhau trong suốt cuộc đời như ngày hôm nay. Và xin mọi người nâng ly chúc mừng cho đôi tân hôn hôm nay. Trăm năm hạnh phúc. Bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 yo. Mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. 1 2 3 yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 yo. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Thank you.
Thank you.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng linh tinh thật cao cả mà thanh hoa sự hôn hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa bao trùm mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng con lại xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây là anh Phong Lôn Trần Nguyên Thương và Maria Nguyễn cùng Minh Tuyền biết lấy việc làm thế hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Thánh Ca: Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng những ngày tháng đời trôi qua bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩ, dù giàu hay nghèo lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hở hang. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quyến xiếm của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người giàu có. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian nào, vẻ đẹp của vợ, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Oh.
bà trích thư thánh thông đồ, bà trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô, và các bà vợ hãy phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh, chính người là đấng cứu độ thân thể mình. Như hội thánh, như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn và mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ. Những người nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vì vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, và còn vợ hãy kính trọng chồng mình. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lần nữa con xin được rất hân hoan và vinh dự được kính chào quý cha, quý gia đình hai họ, cùng bạn bè, thân nhân, ân nhân xa gần đang hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay, để chúng ta cùng chung vui, để đồng hành cầu nguyện và chúc lành cho Thương và Tuyền. Ngày hôm nay cha dùng hai cái chữ Thương và Tuyền nhé, hai người cùng tên T hết, hai người có chữ T hết, Thương và Tuyền. Thì
Cha thì ở Việt Nam học có lớp 6 thôi, cho nên tiếng Việt cũng không rành cho lắm. Qua bên đây không được học lớp 7, lớp 8, tự nhiên dạy lớp 9, cho nên cũng văn chương rồi từ vựng Việt Nam thì cũng hơi dở chút xíu. Nhưng mà hôm nay cha cũng múa rìu có mắt thợ, muốn dùng cái chữ hai chữ ti ha, TT. Thì cha muốn cho Thương và Tuyền relax một chút xíu, cha thấy hơi căng thẳng, đám cưới mà căng thẳng quá sức à. Thì cha muốn dùng hai chữ T. Để bây giờ trước hết chúng ta, khi mà nói đến cái hôn nhân hay là một cái tình yêu, thì bây giờ những cái gì mà chúng ta tránh, mà dùng hai chữ T thôi nhá. Cái chữ nào, bây giờ chúng ta lấy cái tính từ và động từ thôi, hai chữ T mà chúng ta tránh trong hôn nhân ha. Thì chúng ta thử nêu ra một vài cái từ mà trong Kinh Thánh ba bài đọc hôm nay cũng nhắc một vài từ rồi. Đó. Thí dụ như ngày hôm nay cái chữ trục trặc. Chúng ta tránh cái chữ trục trặc đi ha. Làm sao cho nó tốt. Hay là tan tác. Rồi hai cái chữ TNT đó, biết chữ TNT là gì không? Bom nổ. TNT đó là cháy bom á. Rồi tiêu tán, tan tành, chắc trở, tả tơi, thê thảm, tê tái, tuyệt tình, than thở, thẫn thờ, tù tội, tội tình, thưa thớt, tục tiểu, tào lao, ô quên chứ không phải chữ lao, tào tháo, quên chứ không phải tào lao. Rồi thương tâm, rồi thua thiệt, còn chữ nào nữa không? Ca đoàn có biết chữ nào nữa không? Cộng đoàn còn biết cái chữ nào mà mình nên tránh trong hôn nhân nữa không? Tiêu tùng. À tiêu tùng nữa. Hình như cái đó chơi bài với tiêu tùng thôi phải không? Chữ gì nữa? Tê tê. Dạ? Tự tôn á. À tự tôn. Dạ. Tôn ngộ không á. Te tua. Te tua. Rồi gì nữa? Còn nữa nhiều lắm, tiếng Việt mình rất là phong phú. Hả? Thôi nhiều lắm rồi Phong. Rất là trong hôn nhân mình tránh mấy cái te tua, mấy cái gì đó nhá. Thì hy vọng là ngày hôm nay hoặc là trong cái cuộc sống hôn nhân đừng có hai cái chữ te te đó nha. Nhá. Nhưng mà hôm nay mình cần những cái chữ nó tích cực một chút. Thì bây giờ mình kiếm hai cái chữ T mà nó tích cực đã nói trong Kinh Thánh và trong cuộc đời đó nhá. Khi mà hai người mới quen nhau có tương tư không? Có, nè, tương tư thì được nhá. Đừng có tương nhau. Tương tư. Rồi gì nữa? Thân thiện. Rồi tin tưởng. Rồi trung thành, trung tín, tín thác. Rồi thật thà, thật tình, thật tâm, rồi trân trọng, trịnh trọng, tinh tuyền, rồi thanh tao. Còn chữ nào nữa? Tha thứ. Ồ, cái chữ đó quan trọng lắm á. Tha thứ. Rồi gì nữa? Thật thà. Ở trong này có thật thà này. Dạ. Tha thiệt á, tha thiệt chứ không phải tha giả. Rồi gì nữa? Thánh thiện, nhà. Yeah. Không thì đó chúng ta có nhiều cái chữ T mà nó tích cực thì chúng ta nên giữ nhá. Rồi chút xíu nữa cha đưa cho cái này rồi về nhớ treo lên cái tường á. Thì khi nào mà ấy thì mình tránh mấy cái chữ bên trái thì sống cái chữ bên phải thôi nhá. Như thánh thót. Nhưng mà trong tất cả những cái cụm từ tính từ và động từ ngày hôm nay thì có ba cái từ mà cha muốn dùng để làm coi như là một cái món quà tinh thần chia sẻ với Thương với Tuyền ngày hôm nay. Thì ba cái chữ này cha muốn để lại và muốn hai bạn ghi nhớ trong cái cuộc sống hôn nhân. Thì tất cả những cái từ tốt đẹp rồi nhưng mà ba từ thôi. TTT, 1, 2T là T tái rồi. Còn này tới 3T là T lắm đó. Thứ nhất là chữ tình. Chữ tình. Trong hôn nhân đó, thì chúng ta cần phải có chữ tình.
Chứ tình là cái nền tảng của hôn nhân, tình yêu đó. Tình yêu phải được xây dựng trên cái nền tảng vững chắc. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Người mình lấy phải là người mình yêu. Và ngược lại, người lấy mình phải là người yêu mình. Nếu mình chỉ lấy người ta chỉ có một cái cặp mắt đẹp, hay là có cái tướng hấp dẫn, có mũi cao, có giọng ca hay, hay là có cái ví nặng xe đẹp, vân vân và vân vân, thì bảo đảm đó là một cái sự lầm to lớn trong cái hôn nhân. Bây giờ cái khoa học nó rất là tân tiến, cái gì cũng có thể giả được, không có cái gì thiệt hết đấy. Thấy vậy mà không phải vậy. Chỉ có tình yêu thật sự mới đem lại hạnh phúc lâu dài. Mình phải lấy cái người mình yêu, và người yêu mình phải lấy mình. Chứ còn không phải lấy vì một cái lý do gì ha. Lấy nhau chỉ vì một lý do, đó là yêu nhau trong sự thánh thiện. Vì vậy Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Nếu chúng ta chọn Chúa ở trong tình yêu của gia đình thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ lầm hoặc là chọn sai người bạn đời. Vì chúng ta đang chọn tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu của Thiên Chúa thì vĩnh viễn. Cái chữ thứ hai ta muốn để lại, muốn mời gọi Thương và Tuyền suy nghĩ, đó là chữ tín. Chúng ta đã nói rồi đó. Chữ tín đó là tin tưởng nhau đó. Có một câu chuyện được truyền tụng qua nhiều thế kỷ ở Trung Quốc, và cũng như Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, cho nên chúng ta có cái câu chuyện của Hứa Doãn. Hứa Doãn là con duy nhất của một gia đình nông thôn có học. Ba mẹ gửi lên Trường An để dùi mài kinh sử. Và khi ông đã trưởng thành thì bố ông đã khuất. Ba mẹ tính lo bề gia thất cho con nên sớm kiếm người để nối dõi tông đường. Vì vậy bà đã chọn cô Vương Thị, một thiếu nữ dịu hiền, thừa đảm đang, chỉ thiếu dung nhan một chút. Trong thời buổi phong kiến, như chúng ta đã biết, việc định bề gia thất là quyền của cha mẹ hai bên, đương sự chỉ việc ngồi chơi xơi nước, hoặc là nói nôm na một chút là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đó. Ngày cưới đã được ấn định, Hứa Doãn được gọi về để làm lễ cưới mà chưa hề một lần gặp người vợ chưa cưới của mình, gặp mặt cô dâu. Thì đám cưới rước dâu theo tục lệ diễn ra trong buổi tối. Người ta phải sử dụng đèn lồng, nó mờ mờ ảo ảo đó. Để cô dâu thì che mặt bằng cái khăn mỏng. Chú rể thì được mời uống rất là nhiều rượu, thì tối nay chúng ta ăn tiệc đó. Rồi mắt nhìn một thì hóa hai. Nên xong tiệc cưới mà vẫn chưa có biết rõ mặt vợ như thế nào. Sau khi một buổi tối động phòng hoa chúc xong thì mặt trời đã lên cao. Thì ông chồng Hứa Doãn mới tỉnh thức. Thì vội vàng tìm vợ để xem mặt lần đầu tiên trong cuộc đời. Thì trời ơi, Hứa Doãn thất vọng về sự lựa chọn của cha mẹ mình về nhan sắc. Nhưng vì nặng chữ hiếu cho nên Hứa Doãn đành nuốt hận, chẳng rằng chẳng nói, quyết định bỏ vợ lên Trường An để ngao du với bạn bè. Vương Thị biết chồng chê mình kém nhan sắc nên cô ta buồn lắm, nhưng rất bình thản và chu toàn bổn phận vợ thảo dâu hiền. Sáng hôm Hứa Doãn ra đi, chàng gọi vợ lại và hỏi một câu cho bỏ ghét. Này nàng, hãy cho ta biết, trong tứ đức của người đàn bà, nàng được mấy cái? Thưa chàng, trong tứ đức của người đàn bà, thiếp chỉ kém có một chữ dung, là nhan sắc. Còn chàng, em cũng xin được hỏi một câu, xin chàng cho phép. Rất là tôn trọng chồng. Tất nhiên, nàng cứ nói, ta sẵn sàng nghe. Trong bách đức của người quân tử, của đấng trượng phu, chàng được mấy cái? Trong bách đức của bậc quân tử, ta có đủ
không thiếu cái nào hết, Hứa Doãn trả lời. Chàng hèn lắm, không dám nhìn nhận sự thật. Này với người quân tử, chữ tín đứng đầu. Chàng vừa cưới em hôm qua, hôm nay chàng đã có ý định hủy bỏ hôn ước, vậy là thất tín. Danh dự của con người ở chữ tín. Thất tín thì đâu còn danh dự làm người. Kể từ bây giờ thiếp coi mình như là một người vợ quá. Chàng cứ đi theo việc làm của chàng, theo ý định của chàng. Mẹ già, vườn ruộng, thiếp bảo đảm chu tất mọi việc. Khi Hứa Doãn nghe vợ nói một câu chí lý như vậy thì thấy kính nể vợ vô vàn. Chàng như sáng mắt ra, nhận rõ phẩm chất cao quý của người vợ mình. Chàng xuống nước, xin lỗi, làm hòa và quyết tâm ở lại với vợ, không ra đi nữa. Càng sống bên nhau lâu dài, Hứa Doãn càng khám phá ra và khâm phục đức độ và tài ba của người vợ thiếu nhan sắc của mình. Và nhờ sự động viên của nàng, chàng đã rất thành công trên đường đời và hai vợ chồng sống hạnh phúc bên đàn con. Đó là một câu chuyện rất cảm động, để lại cái bài học cho tất cả các hôn nhân hôm nay. Ngoài tình yêu ra, hôn nhân cũng là một hành vi tín nhiệm hoàn toàn, đến nỗi trao thân gửi phận cho nhau cả cuộc đời. Do đó mỗi người phải hoàn toàn tin tưởng nhau, Thương và Tuyền phải hoàn toàn tin tưởng nhau và phải sống xứng đáng với lòng tín cậy của nhau trong hôn nhân. Bất cứ nghi ngờ nào cũng là một viên đạn phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nghi ngờ nhau về khả năng, nghi ngờ nhau về tài chính, nghi ngờ nhau về các mối quan hệ. Tất cả những cái sự nghi ngờ trong hôn nhân, khi chúng ta đã sống với nhau rồi chúng ta đừng có nghi ngờ. Cho dù chúng ta có nghi ngờ thì khi chúng ta khám phá ra thì chúng ta được gì? Cho nên chúng ta phải trông cậy, tín thác vào nhau. Ngày nào chúng ta còn đề phòng nhau, còn theo dõi nhau thì không còn tín nhiệm, và đương nhiên hạnh phúc nó cũng sẽ từ từ cất cánh bay đi. Tín là những cột trụ trong căn nhà của gia đình. Không có cột trụ thì tất nhiên căn nhà sẽ sụp đổ. Để có chữ tín, hãy tập gương của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã tín thác hội thánh đến nỗi Ngài đã đặt tất cả niềm hy vọng và mạng sống của Ngài trong hội thánh. Dù chúng ta bất toàn, Chúa biết chúng ta bất toàn, nhưng Chúa vẫn tín thác hội thánh. Chúa cho chúng ta tất cả, Chúa chết cho giáo hội. Và chữ cuối cùng, đó là chữ chung. Tình, tín, và sau cùng là chữ chung. Hai đặc tính của hôn nhân Công giáo đó là đơn hôn và vĩnh hôn. Nghe thì dễ, nhưng trung thành và tuân giữ nghiêm túc thì không dễ, nhất là trong cuộc sống xã hội hôm nay. Hy sinh cho nhau trong những lúc tiền dư, bạc thừa, trong những lúc thành công rực rỡ, trong những lúc sức khỏe dồi dào thì có thể dễ dàng. Nhưng hy sinh chia sẻ khi bị cơ cực, khó khăn, bệnh hoạn thì mới khó. Chính những lúc đó mới nói lên được cái tình yêu chân thật với nhau. Ca dao Việt Nam chúng ta có câu rất là hay: khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào có ai. Trong đời sống vợ chồng, trung thành, chung sống hoạn nạn với nhau là yếu tố rất quan trọng. Cần phải có nhiều chữ cùng với nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đọc kinh, cùng đi lễ, cùng vui chơi, giải trí với nhau. Chàng ơi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Hoặc là phải nhiều chữ chung: chung cha, chung mẹ, chung thầy, chung chăn, chung gối, chung ngày, chung đêm. Xa cách không gian đó là một bất lợi lớn, nhất là trong một thời gian dài. Xa cách tâm lý còn tệ hại hơn gấp mấy trăm lần xa cách về thể lý. Đồng sàn dị mộng, nằm chung một giường nhưng khác giấc mộng thì thế nào cũng dẫn tới tan vỡ. Một lần nữa,
Thương và Tuyền hãy bắt chước gương của Chúa Giêsu, trung thành cho đến chết. Trong phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa đã nói, không có tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu người dám thí mạng sống mình cho người mình yêu. Trong một giây lát, Thương và Tuyền sẽ tiến lên bàn thờ để trao lời thề hứa với nhau. Và hy vọng hôm nay thuộc lòng. Chưa hả? Chưa thuộc lòng. Thương và Tuyền sẽ nhận nhau làm bạn đường và hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời của hai bạn. Cha vừa đọc rồi nhá, nhớ thuộc lòng. Vì vậy, cha nguyện chúc Thương và Tuyền luôn giữ trọn lời hứa sống tình, tín và chung, bắt đầu từ ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời. Amen. Quý Thương và Minh Tuyền rất thân mến, hai con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của hai con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô đang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của hai con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho hai con nên phong phú và vững mạnh, để hai con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà Thánh hiến của hai con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cho hỏi ý kiến và ý định của hai con. Nguyễn Thương và Minh Tuyền, hai con có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, hai con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Hai con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì hai con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, hai con hãy quay vào nhau, nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của hai con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Bây giờ thuộc. Anh Phaero Trần Liên Thương xin nhận em Maria Nguyễn Vũ Minh Tuyền làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mình đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời. Em Maria Nguyễn Vũ Minh Tuyền xin nhận anh Paulo Trần Nguyên Thương làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa toàn lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của hai con tỏ bày trước mặt Hội Thánh và Cộng đoàn, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên hai con, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà Thương và Tuyền sẽ trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Vũ Minh Tuyền xin nhận anh làm, xin nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Paulo Trần Nguyên Thương xin nhận chiếc nhẫn này để chứng minh lòng trung thành và tình yêu của em nhân Cha và Con và Thánh Thần. Xin nhớ. Đưa tay nè.
Cảm ơn hai người chúng tôi. Đốt hai cây nến tượng trưng cho hai gia đình, sau đó trao cho hai người con của mình. Từ nay Thương và Tuyền sẽ đốt lên cái ngọn nến chung của mình, nói lên cái tình yêu hiện nhất và cái hôn nhân mới của hai người. Xin Chúa chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và Chúa xin đưa đón nhận tất cả những vị quý vị chân thành của cộng đoàn của Đức Thánh Môn Cung Văn vừa chấm lên Chúa. Xin Chúa tình yêu mà hôm nay hai anh chị tỏ bày luôn được đồng thánh và chỉ nở trong đời sống để xứng là dấu chỉ của tình yêu Chúa về giáo hội. Và chúc muốn người chúng con sống tình yêu chân chính mà Chúa đã mời gọi trong ngôi gọi của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời hai thánh phụ nhận lời.
Chúa chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh và Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đâu và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tinh với Người và đồng thừa từ vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ba ơn xuống nên điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ,
các thân tông đồ và toàn thể các thân đa sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế người dân chúng ta ra quyền trạng. Lạy Cha chúng con. Và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, cho anh chị trở nên y hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cùng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin đoái thương ban trời tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ của Chúa đây là Maria Nguyên Thị Minh Tuyền, để khi Chúa toàn nghi vụ làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cùng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Phaolô Trần Nguyên Thương, để anh biết Chúa toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và là người cha cần mẫn. Lạy Cha chi thân, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha đã ngao ước tiên đến bàn tiệc của Cha ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em.
em.
Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phôi, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Quý quan khách,
bạn bè thân hữu và thân tộc của hai gia đình hai bên. Hôm nay là một ngày hồng phúc, ngày dấu ấn quan trọng của Tuyền và Thương. Cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân bí kíp hôn phối mà tình yêu của hai con được Thiên Chúa chúc phúc, để hai con bước vào một đời sống mới, hôn nhân và gia đình. Trong tâm tình cảm tạ, con là Doan Mavi Sita Đinh Tiến Thọ, là dự của chú rể Trần Nguyên Thương. Con xin thay mặt cho hai gia đình và hai cháu Tuyền và Thương, xin chân thành tri ân và kính chúc sức khỏe và bình an cha chánh xứ, quý cha đồng tế, hội đồng mục vụ, ca đoàn, quan khách, thân nhân và bạn hữu của hai gia đình. Với tấm lòng của người mục tử, cha chánh xứ luôn quan tâm và hướng dẫn Tuyền và Thương trong hành trình đức tin. Đặc biệt hôm nay, cha chủ sự thánh lễ hôn phối chia sẻ lời Chúa thật sâu sắc. Thực tế, bổn phận của người Kitô hữu để Tuyền và Thương sống tin mừng, sống hạnh phúc và làm vinh danh Chúa. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Tuyền và Thương sẽ hết lòng khắc ghi công ơn trời biển của cha mẹ, ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, để hai con được làm người và làm con Chúa trong giáo hội. Cha mẹ đã hy sinh vất vả, nhất là hôm nay, tạo điều kiện cho hai con được đón nhận hồng ân bí tích hôn phối, giúp cho hai con bước vào đời sống gia đình thật hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị hội đồng mục vụ, các anh chị em trong ca đoàn Emmanuel đã hy sinh rất nhiều thời gian và công sức luyện tập để hát trong thánh lễ hôn phối hôm nay thật long trọng và sốt sáng, và giúp cho các tín hữu nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Ambrosio, quý quan khách, quý họ hàng thân thuộc nội ngoại và bạn bè thân hữu đã đồng hành giúp đỡ và hiệp chân thánh lễ đổ nguyện hôm nay. Xin cảm ơn chị Thu và các chị bên gia đình họ nhà gái đã cắm hoa trang trí ngôi thánh đường thật đẹp và đầy lòng cung kính Thiên Chúa. Xin cảm ơn các em giúp lễ, nguyện xin Thiên Chúa tình yêu nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh kẻ Giuse, tuôn tràn muôn ơn phúc xuống trên cha chánh xứ Giuse, quý cha đồng tế, cha mẹ đôi bên, quý thân tộc, gia quyến, quý quan khách và bạn và bạn hữu, và xin Chúa ban hộ thay cho hai tấm lòng, hai gia đình Trần và Nguyễn của chúng con. Chiều nay vào lúc 6 giờ, con kính mời quý cha, hội đồng mục vụ và ca đoàn và toàn thể quý khách đến tham dự buổi tiệc mừng cho hai con chúng con tại nhà hàng Châu Châu. Sự hiện diện của quý cha và toàn thể quý khách là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao cho hai gia đình chúng con. Chúng con xin một lần nữa, hai gia đình chúng con xin cảm tạ và tri ân. I would like to have a few words for the English speaking. Good afternoon, everyone. Dear Father Joseph, Pastor of St. Ambrose, Father Anthony Huang, Father Anthony Kang, and Father Peter Kang, member of Parish Council, Community and Organization of St. Ambrose Church, relatives, friends, guests, this is a great honor and a blessed day for Tuyền and Thương to have you here to pray, to worship,
to celebrate and to witness their love, and most importantly, to witness them to receive the sacrament of marriage. On behalf of the two family and the young couple, my name is Thương Uncle. We would like to extend our gratitude to Father Joseph and all the fathers for their dedication to prepare, to support, and to pray for Tuyền and Thương for the wonderful Mass today. The young couple will be forever grateful for their unconditional love of the parents. We thank the choir for their beautiful singing to make the wedding Mass more holy and help lift up our spirits to God. We thank you all for your prayer, your love, and your support to Tuyền and Thương. Lastly, we ask you to continue to pray and support for them as they begin their lives together. Finally, we would like to invite all of you to join us the wedding reception tonight at Chocho Restaurant at 6 p.m. Your presence is a great honor for our families. Once again, thank you very much. Cái đó không phải là cái thói quen của người Việt Nam chúng ta, mà chỉ là cái thói quen của Boston thôi. Chúng ta có thể thay đổi được và từ từ sẽ thay đổi. Vì vậy, để nói đến cái tấm lòng của chúng ta đối với Boston thôi cũng như gia đình, hai họ xin quý vị vui lòng tới đúng giờ và chúng ta bắt đầu tiệc đúng giờ. Và điều thứ hai là sau khi lễ, sau khi ban phát lành, khi ban phát lành cúng lễ thì Boston thôi sẽ đi xuống cuối nhà thờ và sẽ tiến lên để chụp hình lưu niệm ngay lập tức. Vì vậy, xin quý vị đứng tại chỗ. Quý cha xin ba tấm hình đầu với cô dâu chú rể, với đoàn rước và với thân phụ mẫu của cô dâu chú rể. Từ chúng ta đứng lên, các bạn cô dâu xin hai quý cha và bà các bạn. Chị cô dâu chú rể cúi đầu, các bạn. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu tình thương anh chị luôn hòa đồng yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình hàng yên vui đồng âm. Sống hòa thuận với mọi người. Amen. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn trong lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và một người đón anh chị vào nhà Cha trên trời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Thank you.
rượu ngon chia khôn thần tiên. Giao ước muôn kiếp